huyện Phú Yên có cánh đồng Mường Tấc rộng trên 2.140 ha lúa hai vụ. Giống lúa mới, có năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, có giá trị kinh tế trên thị trường, đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các đơn vị như Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam, Công ty Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương, Công ty Mahaico Việt Nam, Tập đoàn Thái Bình Seed triển khai trồng thử nghiệm và chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất lúa, giúp nông dân tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến, từng bước nâng cao giá trị lúa gạo của huyện Phú Yên. Các cái giống lúa mà đưa vào cơ cấu giống ở trên địa bàn huyện thì 2-3 năm thì nó thoái hóa. Chính vì vậy ta phải đưa các cái giống mới vào. Mà các giống mới này thì phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền có quyết định công nhận lưu hành trước khi để phải đưa cái giống lúa vào cơ cấu cho các cái hai vụ trên địa bàn huyện thì đều được trình diễn khảo nghiệm, sau đó là hội thảo đánh giá năng suất, chất lượng gạo, đặc biệt là cái khả năng chống chịu sâu bệnh của từng loại giống lúa. Qua đó thì khẳng định được cái chất lượng cũng như là thương hiệu của giống lúa đó thì mới có thể mà nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Trong những năm vừa qua thì Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam là phối hợp rất tốt đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Yên. Qua cái quá trình chuyển giao thì chúng tôi thấy rằng là trong những điều kiện thời tiết đặc biệt gần đây là cái biến đổi khí hậu cũng như là cái dịch bệnh sâu bệnh nó phát triển rất là mạnh. Thì định hướng của Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam thì trong vụ mùa 2022 thì chúng tôi muốn chuyển giao 3 cái giống lúa mà có cái khả năng chống chịu sâu bệnh cũng như là cái điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Trong 10 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền các xã mở 56 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ cho gần 1.600 nông dân tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất cho nông dân một cách trực tiếp nhờ cầm tay chỉ việc, gia tăng hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích canh tác lúa, góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nông dân tích cực tham gia thực hiện. Qua những cái lớp tập huấn và đi thực tiễn tại những cái xứ đồng thì cũng giúp bà con chuyển đổi về cơ cấu cây trồng và bà con cũng từ cái năng suất thấp chuyển những cái giống mới đạt năng suất cao, giúp bà con chuyển đổi áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là cái nói không với cái phân bón hóa học. Hiện nay, huyện Phú Yên có 130 ha diện tích lúa được cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy từ năm 2021. Đến nay, huyện đã chỉ đạo phát triển mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn đạt trên 342 ha. Với các cơ cấu giống chủ lực có năng suất, chất lượng của các đơn vị, công ty chuyên nghiên cứu sản xuất giống lúa mới được cấp chứng nhận lưu hành như Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, Nếp Ngọc Lam, G02, giống thơm VRT, Thái Xuyên 111, Đông A1, TBR97, TBR89, VN20. Qua quá trình làm khảo nghiệm thì gia đình tôi thấy cái giống lúa năng suất chất lượng cao thì đạt hiệu quả cao. Vậy gia đình tôi cũng xin đề nghị Trung tâm Cây Trồng huyện Phú Yên và các công ty cổ phần giống cây trồng thì cho các bà con làm cái giống lúa lai để cho năng suất cao, để phục vụ đời sống. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học nhằm xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Yên, tập trung xây dựng các mô hình liên kết sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị lúa gạo. Từ đó, cung cấp sản phẩm gạo chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu, từng bước thay đổi nhận thức và hướng tới tập quán sản xuất hàng hóa, đảm bảo an toàn môi trường, thúc đẩy nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Tới đây, trong cái việc mà chuyển dịch mạnh cái cơ cấu giống cho tất cả hai vụ trên địa bàn toàn huyện sẽ được các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan sẽ tập trung mạnh để mà chuyển đổi hoàn toàn các cái giống mới chất lượng cao và giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất. Có thể nói, hiệu quả mang lại từ công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua tuyên truyền, đào tạo, tập huấn đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân, giảm chi phí vật tư, công lao động,
bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng suất, sản lượng lúa gạo, giúp nông dân làm chủ kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất một cách chủ động và quy mô hơn.